Ủa thằng Quang nó đứng đây chi trời? Thằng Quang nhìn lên. Cái gì vậy Quang? Mày làm gì đứng đây Quang? Quang, Quang, làm gì đứng đây? Làm gì đứng đây? Không mát hả? Có chuyện gì vậy? Nắng chang chang mà không mát gì? Thôi nha Quang, đừng khùng nha Quang. Mày đừng khùng nha. Mày làm gì đứng đây? Có chuyện gì hả? Kể nghe coi. Có gì đó. Buồn bạn gái nữa đúng không? Em giờ với nó là hết rồi. Hết rồi. Cho nên là nó không còn quan trọng với em. Giờ nản rồi. Nản rồi đúng không? Rồi. Vậy buồn chuyện gì? Hả? Buồn về tài chính thôi. Sao mấy hôm nay không có thấy mày? Mày đi làm chưa? Em đi làm rồi, làm lâu rồi. Mà ổn thiệt không? Ổn. Bước chân xuống, để chân xuống. Để chân xuống. Này là sao? Sao bỏ dép đây? Hả? Hả Quang? Gì đó, đành. Ra đây không có áp tí gì vậy. Ok. Đang buồn về vấn đề tài chính thôi. Rồi kể nghe coi tài chính làm sao. Đi làm biết bao nhiêu năm nay rồi mà cảm giác nó không tiền. Chưa để ra được cái gì hết. Rồi bây giờ tính làm cái chuyện khờ dại gì đúng không? Nhảy cầu đúng không? Phải không? Phải nhảy cầu không? Mà nhắm cái sông này mà nhảy xuống chết không? Nhảy xuống là hú quắc luôn chứ không chết mà hú quắc luôn á. Phải chờ nước lớn. Là nãy giờ đứng đây chờ nước lớn là sao? Phải không? Cái chuyện tài chính mà bị vấn đề gì? Anh có giúp được gì không? Không, cái vấn đề này là cái vấn đề đó giờ của em rồi. Thì anh biết rồi, hồi trước là không đi làm, bây giờ là có công việc ổn định rồi mà. Tại sao tài chính gì nữa? Một tháng thì cũng mấy triệu bạc, ngày 8 tiếng. Cũng như tất cả mọi người rồi, mình đòi gì nữa? Đúng không? Nhưng mà anh biết không? À. Là làm công ty, làm công nhân. Ừ. Lương tháng nó có mấy triệu bạc à? Ừ. Rồi biết bao nhiêu thứ phải lo, ăn uống xăng cổ, rồi đi lại nhà, tiền nhà. Cuối cùng có dư được đồng nào đó. Được tháng nào hết tháng đấy à? Ừ, rồi sao mày có mình ơn mày à? Có mình ơn mày dưới chiếc xe à? Chứ tao thấy mày có ai đâu. Thì bạn gái bây giờ cũng buông rồi nè. Đúng không? Bây giờ còn gì nữa lo, mình quá tự do, mình quá thoải mái rồi. Mình đòi hỏi gì nữa, chứ ra đây nhảy cầu hả ba? Hả? Ai... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè mang dép vô. Mang dép vô. Mang dép vô. Chán. Bây giờ mày nói tao biết lý do tại sao mày chán. Để tao coi tao có giúp được gì cho mày không. Ok, tài chính là khó khăn đúng không? Rồi bây giờ lý do tại sao mà mình ra đây đứng đây tính làm cái chuyện mà nói chung là không nên. Cha mẹ sinh ra cho mình lên Sài Gòn mình ăn mình học. Mình ăn học không thành tài rồi, mình đã có lỗi với ba mẹ mình rồi. Thì mình đi làm. Nói chung là ba mẹ mình lúc nào cũng nghĩ là mình vui là được à. Bây giờ mày không thương ba mẹ mày hả? Mày làm cái chuyện này. Mày nhảy xuống đây là hú quắc luôn á. Đường không mát hả? Nhảy đâu, nhảy gì? Lý do mà em muốn buông xuôi tất cả là không có tiền. Không có tiền. Anh biết mà, con trai không có tiền nó khổ. Con gái nó chơi xong nó bỏ, biết rồi, rồi sao nữa? Em làm biết bao nhiêu năm nay rồi. Ừ. Không có tiền, không có đủ tiền mà lên mua xăng lửa nữa. Cái gì vậy ba? Không có tiền, không có đủ tiền lên mua xăng lửa nữa.
What the hell? Là mày không có tiền, mày lên bôi xin lỗi, mày buồn ra đây mày đứng hả? Cái dự định của em là biết mấy tháng nay rồi mà tích cóp hoài nó không đủ. Bôi xin lỗi rẻ mà. Bôi xin lỗi có nhiêu tiền đâu, mày làm tháng là dư rồi. Thôi đi vô, cái tên vô. Một ký thì làm gì? Mày phải để lên di chúc chiếc xe mà cho tao chứ. Mày phải để lên di chúc chiếc xe mà cho tao chứ. Giờ mày ký tên đây, mày để lên di chúc chiếc xe này cho anh Thiện. Rồi, nhảy đâu nhảy. Ông chơi vậy luôn á hả? Ừ. Giờ muốn chết mà. Lại lên. Ký vô. Ký vô xong rồi chết. Ký vô đây xong rồi chết. Đó. Cái gì đâu mà. Nhà ký đúng không? Ký gì mà ký, cái gì đâu mà. Không có tiền là bôi xương lửa cái đồ chết. Có bao nhiêu đâu.